Bụng dù kiểu mô tỏa trên hâm, mô tỏa ngâm bằng lịch trình có miền vả dìm đài truyền hình Việt Nam gì. Mô tỏa trên hâm lãnh biển tức xiến dìm mô tỏa phính trộn biển tức bay nảy bay hãng dễ tiểu chầu dịp liên kết tế tiểu đảng dây cao tới kiếu biển dân hiêu. Như bố đà châu can nông tóng dìm buồn xin nhê dìm cộng đồng tổng xê khăn, châu tốt can tế tiểu xiến mặn dìm đảng kiếu quốc chàng nhê, kiếu có cơ quan dìm hệ thống chính trị. Chí kháng quý lãnh biển tức xiến đà châu can lống nông tóng nài bê khăn, có lành biên tàu vắng viang chiếm cộng sĩ yêu múa tỏi liệu bất chấm quảng tí tiểu công mái biển châu canh cuốn cấu châu canh tí tiểu văn hóa mày lống ruồi mày lệnh mày trăm thành chiêm hưng chiệp pham phính trọng biên Việt Nam. Chịp phàm phính trộn biển, bài quý chịp phí trộn biển, dịch phính trộn biển, mày chạy tế tụ đề văn hóa cả lệnh tội. Tàu bếch chìm dệt phính biển, xanh bài biển thức xiến, này bếch có làn biển cố trường lăng, mai chức giác tôn giáo. Như bố này bếch làn biển, tổng xê kháng bài nhau đều bếch yêu, làn biển dân cháu căn lống có chủ trương dâm đảng gì, cứu của chẳng chi chính sâu pháp luật, dùn kết lắm pháo, chấu nhận xác hội. Dìm buồn nhuồn trồng bài trăm văn hóa Việt Nam, văn hóa múa tỏi vĩnh trộn biển này bếch hát tế biển coi, mai trăm bầu bếch dìm này, mang chói miền tế tiểu, mai lống chuồng dìm tốt mai bành kéo kềm đau, kéo tiểu dụn kít tái kéo tế tiểu mạng đỏ, to miền canh tiểu hò hầy. Có làn biển tốt diễn đà châu canh tốt lống quần xin nông tống dâm sĩ cuốn cấu châu canh tí tiểu văn hóa quần xin vĩnh biển. Mãi trăm nghề mãi canh lù hoi đà tốt có làn biển tốt diễn trồn giáo buôn toàn buôn kiếm cộng đồng liều bích trồn bài tí tiểu trói mình lù hoi tài bong quần phán gắn chấn dàn khúc dâm dễ tì buôn. Mày chăm tụ lây, tầm cùi canh lù hoài đã tốt chăm tệ bung ánh cói mày, kháo tốt hoài tới tiểu phong dâm làn biển tốt xiến. Kế khen này giảng vi, và con kiếu có thành dùng đà kế bách ngam tốt làn biển tốt xiến cuốn cấu trồn buôn thóng biển găng. Thông quý, cổng sĩ bố cấu cho canh tế tiểu văn hóa có vĩnh biển tổng xích ngâm. Mãi tế tiểu bông dìm có làn biển cố chẳng lăng làn biển tước xiến dìm có vĩnh trồng biển. Mấy làn biển hiếu bình văn hóa quý lào bình tế tiểu văn hóa tổng chức chón tốt bài bôn có làn biển cố chẳng lăng biển tước xiến. Canh tế tiểu mày dìm buồn xin trách nhiệm kế bách cổng sĩ chính đi bùa bách buồn biển bình đẳng dìm sĩ cuốn cấu. Châu canh tế tiểu mày dìm này. Nếu bố này biết kháng chạy tiểu chiều dịp liều bất to tế tiểu bằng chói biển văn hóa tháo cộng đồng, bong bố tỏi hiếu thúc quý, họ gầy, mình tế tiểu văn hóa buồn xin ước vĩnh. Dìm chẩm kháng quý, kháo bài tế chính sâu thánh dâm đẳng của chàng gì, dìm dành biển dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, Sánh Yên Bái, đà thức viện thiếu bằng bùa đỏ. Dìm tế tiểu viện thiếu hát này, mày tiểu bông dìm ông triệu quý tín, này với làn biển tức diễn dìm dịu biển quốc vĩnh dìm nay. Bây giờ làn biển bảy nhâu hâm, tói cứu văn hóa vĩnh biển, ông tín đồng xích liều dịch buồn dị khen dìm buồn xin lo cứu cứu vết mặn, lo bình tế giảng phí văn hóa tụ lây dịu biển. Nị chá ông tổng xếp đà lo trón cuốn tốm bài trăm buôn sâu dùng biển cúc vĩnh căn lù hoi biển cố liều tài ơi căn ông triệu quý tín dùng biển bài phả con giảng phi lệnh vậy này ông tổng bếch ruồn nằm kiểu bếch ói dùng biển chấm hiếu con dùng biển phả hiếu độ sâu hiếu vi để buồn rằng liều hiếu tú còn đủ buồn xin ước vĩnh. Bây giờ làn biển trường biển nay tổng mách quảng tước tế tử lầy lù khôi với kháng ỏi cháu có tiểu công lầy trong trường biển chấm bách hiu buồn rằng nay vậy tháng đại diệt khỏi tàu tổng bách kiện cứu liều bách tổ càng đại anh cầu trẻ ói giúp buồn tế buôn dầu nay để tổng bách giáo tốt phải trăm tiểu dùm dùm nhận nắng bách con bị gì chết cứu bách có thành tiếng
Siêu khắc khái mạng chỉ trí chớ tới biểu mẫu vài bên mai làn biển mạch khắc hiên vài bên mai. Thế bản thân tôi thì coi là yêu thích, thế càng lúc thì tôi lại càng càng đam mê. Trói kiếu tự ói bố cấu canh tới tỷ lăng văn hóa lù hồi, kiếu bất tế trầu sàng chiêm vĩnh biển. Ông Triều Quý Tín đã biết chèn khổ luyện, nghiên cứu liều bất chấu tức phải chăm thêm, buồn rầu sàng buồn buồn xin. Tới kiếu tế tiểu khiếu mày, kiếu văn hóa chăn. Ông Tổng Bất Duồn tức xiến, đeo đều bất chấu, có tiểu cổng lây dâm béo du, kiếu bất khăn quá tăng, dâm út cộng đồng dường biển dâm tỷ lăng. Bây giờ làn biển tổ thức thông, phí thức thảo, dường biển dễ dàng công đặc khôi lớp giáo giảng buồn múa tỏi dâm chính ông Nhị Beo. Tấn đầm giảng, tấn tí tiểu khiếu mày, ông Tổng Bách chuồn cháu, mấy nồng nhoàn quý trầm lớp tổ. Lớp tổ khỏi tàu găm bày bia tháo bia làn biển, khu khắc này, đồng pháo, mà hít pháo bài nghi chiệp tháp phạm chiệp biển. Quý giờ lớp tổ ông Tổng Sức Ói, biển dân châm thôn, hiếu bằng chói, chuồng tòi, liều bếp bông khá, liều bếp cuốn cấu, giảng vi và con châm quần xin phính. Giữa Tổng Bách Trị Làn Biển, ngầm canh tổ máy cảnh lầu, chuồng tổ nát lớp nay. Giữa Tổng Sức Hay, để chiên bài trăm tiểu lầy, giữa Tổng Bách quần xin chấm cổ, liều bếp cuốn cấu, buôn càng út thống, hiết cổ nát cố đồm rằng, chỉ khiếu rút thêm vài trăm tỷ tiểu chìm chìm dành vô phính biên. Trong cuộc sống, trong thờ cũng tổ tiên rồi cầu mùa hàng năm. Bây giờ làn biển chiều biển, hát lại canh hít dòng váy, công đà bách liền chuẩn, mình cứu có thành xuông. Tế dung khắc chỉnh nhiều mài canh lù khôi dâm buồn xin phính, hát này ông đà bách dịch chăm bài vây, bài dung liệu buôn bố tỏi tháo chá đạp bài bét chính biển dương biển dương thôn vực tròn kéo cho thế đón kể khen tổng sẽ khắc con tú tế dung canh răng dương biển như và canh tế lớp tổ kéo bếp sâu diệt dâm ông gì canh trịt tống bài hưng chợ buồn bé này bếp khúc biển chuồng mài chăm tế tiểu canh lù hoi sẽ mái biển chấu tháo chá dâm dần dâm biển dân xà lương tiện đã tước tàu hàng mai quý lù chợ buồn bế khuôn biển chấu tước mài cáo nhàn cao khuốc siêu nhập trong bành chợ làn biển tước mài quý phế thiệp triệu dịch hén. Chỉ tổng ói con ta cứu có làn biển dịu biển này bếp cuốn cấu còn đố văn hóa bây chấm khổ và con giảng phi cuốn cấu buồn lùi hấu. Bởi này chưa ói nhiều miền trường sách yên bái con tan, nhiều miền lầm cua con chuống, nhiều bùa chuồng tỏi, liều bếp, bu cấu, dạng phi và con kêu bếp buồn lôi hấu. Canh đàm há chậm rất há, âm lệ hèn hén. Dèm hai dì chít đàm mài chuông dèm có khỏi chậm gắn. Ông bàn sinh lương, chuồng cứu có lạch biển cố trường biển dèm tổ đồ phường thống nhất thành phố Hòa Bình. Tông xí ánh, bách chấu bài dẹt in chuống, điệu bái pháo vinh. Nay bê khá kiện kiện chuống, tiết minh, quyền tổng tái cứu trường biển dèm nay. Tái cứu tiểu lầy, này bê năng tờ kết mài dẹt kháng chốc không. Tàu tí tiểu siêu túc mài, liệu bếp bái bái pháo lùng tháo viên cha chợ buôn mày biển mày xéo tốt mày bành con bình tí tiểu bằng chói diêm tối cứu biển đà mái diêm nay mái chay bê tín ngưỡng sông xếp bằng của tiểu diễn diêm diêm biển diêm diêm nhận đàng hoi dường biển chìm đáy bếp chẳng chìm khu bếp kháng biển trà béo tới bùng bình ta bếp đi trá bếp tiền dệt tón diêm mỗi tỏi dường biển bài tỷ tiểu văn hóa lành như bếp làn biển sáu con buồn có khó chìm nay như tổng chuất khát chấu kháng hái liệu cầu túc mày và con mày lười khấu kiểu bếp tỷ tiểu công lây dầm dường biển nơi trá hang có tiểu công giết biên chế tổng chế chấu túc bài hợp tới cứu kháng kháng đi trá. Nhưng mà làm nhất là phù hợp với thời đại của xã
hội. Lăng đồng chùa năm tống bởi phát y bế quốc biển bởi quý chú chữ bồn bế này bế dương biển tràng diệm. Nhi chá bế thuộc phường Đồ, thành phố Hòa Bình. Ông bàn sinh lương chuồng kiếu có làn biển cố dâm thôn vận cấu thúc bài tí cổng lấy tí tiểu văn hóa lũ khôi dâm dù biển mài. Có tiểu công này bác kháng của khiều đế tổng kết kiếu bế lễ khôi quang. Lễ khác giảng kháng vai bế kháng quá tăng vận thú có làn biển dâm nay cút cấu. Dùm dần dùm biển dùm nay tổng bài trăm tiểu viện thiêu chẳng lăng dòng bài y khuốc biển trộm mấy dòng bài khuốc biển ngò nắng đã chếp kháng nay nếu bùa bầu xuân ông bàn dinh lương đại bếp làn biển tức diễn dùm lăng chí kháng quý ông đã chuẩn công điều làn biển dân chấu canh tí tiểu công dâm chế liệp làng chẳng xèng chấm quẳng kháng dị đồng áp của diêu yêu làn biển dân buôn bài quế y trên chip đào tẩy đều bất chấu béo văn hóa. Ông Lương tổng sư tu động cành hăng ông út giấy liệu bút cấu văn hóa dường biển út vĩnh dầm nay đã bong bài trăm tiều ông tổ công khá liệu bất lo mặn văn hóa có lăng dường biển khai lệnh liệu bất xuân tế tiều lống ruổi liệu cuốn cấu chấu canh văn hóa dầm nay. Tế tụ lây tí công dâm trường biển phần thích duồn thúc của ông Lương cuốn cấu kéo chấu canh. Bây giờ làn biển khổ nặng nôm rằng mài canh khỏi phái duốn hiệu ông trà khôi lớp giáo buôn góp phun dâm ông dịp biêu. Cầu dần đàn kia chết chiều kháng biển tàu bếp mày dịnh hiếu ói chuồn giáo buôn có thông biển lốn hiu kéo cuốn cấu văn hóa trường biển ông bàn sinh lương. Dịch kháng vẫn thích khôi bài y tháo bu lớp đều bế giáo đại buồn rằng tới cứu ông trồn giáo bình tế tiểu trón và ruồi dâm lộ khôi biển cố dây buồn quốc thống biển này bế kháng cổng sĩ gan tế tiểu mời bệnh tàu dâm buồn xin. Buôn xin tổng sách khôi tốc bảy bia tháo bia lớp tổ buôn tế phun căn tổ tổ buôn và phải vết rằng dìm kháng trên đề nghị dìm dày nay chế tổng bếp ôi khôi bảy y tháo bù lớp liệu buôn tế phun căn tổ hiếu tổ khiếu phi mình hộ mình văn quá văn kể kêu bếp dùm biển như dung. Danh hòa bình mày quý chết chụp với buồn bé này biết vĩnh trộm biển khuyên đà bắc này biết tống chàng diêm buồn trăm cánh vĩnh biển tháng quốc hội dành dàng bèo này biết chệt chiêm chế tiểu cổng lây bài căn lộ khôi dâm cánh út vĩnh biển có gia văn bộ chiêm út xóm nhạp già đồng trung huyện đà bắc tầng xích ngàm can bền cúc bầm đều bếp bái biên dành hang giang bèo buồn hàng buột này biết hang cô bèo buột lún tức béo dù chấu cô khi đà bếp bà uống bầu bèo về có thành ô hang này bái pháo dòng mày cáo có thành này biết hang đòi cứu cầm chí nay bế tế của đồng mới diệu tú dèm cú bầm liều bay bay báo chiếp hùn tông xiết ánh con bình tế tiều công dèm út khang chốt khâu mới kèn mài cáo hắn cáo lầy liều bình buôn hang út khôi dành giàng bèo ơi canh tụ lầy dèm nay tề chết này chấm bếp mày năm chiêu hôn nọc ký bèo điều mày lành dèm nay tiểu công nay bế khổ bế bái cô này nằm chiêu khôn tề chế này bếp bèo tề pam này bế cô nọc ký kiểu bếp mẹ đòi ông sa văn ngọc này bế làn biển chớ say dâm cánh phiến dâm xà đồng chung tôi chiến tháo liều bế giết biên buồn béo dù có bộ ông này bế chỗ làn biển cố biển dâm nay dòng cuốn cấu vài trăm bài chết biên dâm cánh phiến cuốn cấu vài trăm điều tục lệ văn hóa lộ khôi dâm mô tỏi dâm nay
Ông Ngọc Tổng Di Túc muốn tỏ dìm nay bầu xuân với làn viên tức diễn dìm tệ bùng. Ây can tục lê dìm cắn vĩnh biển, hai béo biển, mày cút tống để bất chíp khung, buôn khủng tàn tem ba kiên kháng dánh chết chấm, khôi bài nhận giang bèo. Hát này chết miên, chíp, giang bèo, này biết dạy tiểu công quyền tổng tái kiếu dệt kháng, cắn úp vĩnh biển chìm nay, tái kiếu tiểu lê, này bếp bà dệt kháng chấu công, đều bếp bái pháo tới tiểu siêu túc mày, đều bái pháo buôn lùng đau, chậu buôn trăm tiểu mày lớn rồi. Chậu buôn diện năm giang kháng dưới ánh siêu túc mày bèo mấy trăm buồn trăm tiểu lớn hiền phú. Nói tiểu cần lây nay đại biết chậu buôn béo dù, buồn lớn dùm kháng tháo, kiểu tới biển cố, nếu sẽ bú cấu buôn toàn phun, chàng dâm tốt bài khá ghen, chỗ nhận chỗ khốp mày vàng liều, tên dây này biết chậu buôn toàn phun bài khá dưới mấy buồn nạn dùm kháng tháo. Tháng năm chết nhận chàng bèo chim cánh biển quyền đà bắc mày miên chim chàng mua kiểu càng lăng có làn biển bạn gàng hít tuấn kháng nhận xuông đại bích tí điệu xòe chim út dịch chim út rú kiểu bích chiên bùi điệu xòe chim út khoa nhận chàng kháng đại bích chầu buôn mày siêu bèo hết giang chim út bầu gàng đại mùi biển tổng bài khác khiến kiện phú dâm tiểu viện hay dâm phòng xe bong bồn có làn trình tiền dâm phát tỏi cuối này châu túc bài lống dì dồn kít bền bồn trên hầm giang kháng dệt màu bèo xiang dệt màu mảng dây kháng siêu túc bài trăm lầm rồi xếp chuồng trên tiểu xiến bền trên hầm giang kháng dệt màu bèo xiang dây cào lống quý nhà giang kháng đã bắt dệt tiểu công kháng đã bắt xiết min nay bây giờ tiểu công đều bắt hăng báo cáo và trả viện pin tới tiểu châu túc mày bà dịch kháng châu công tới kiếu xà đồng chung cho bôn hai dết bê cánh viên biển chấm nay tổng cảm cốt cầu thúc tế tiểu văn quá mệt lệnh tới kiếu mua tỏi chấm nay tổng chi kháng châu túc mày kiện chặn giang kháng để bê chiến chẳng mua tháo nhận nị trá sách hòa bình găm bài xì bác bếp chụp lụ di sản văn hóa phi vật thể dìm này dìm nhận văn hóa có làn biển kệ nhân trần lăng làn biển tức xiến vận cuốn cấu tức tí tiểu mài dìm tụ lây tín ngưỡng dìm buồn xin phính trường kế sĩ bú cấu tí tiểu mình văn quán kệ thuật rằng phi và công cứu bất tế sầu sàng dân gian đã tạo thúc bài tí tiểu mà chám vịnh văn hóa mà rồi lệnh dìm mua tỏi phính cho biển dìm nay. Lần biển tức diễn đã bị đảng trong cộng sĩ chuồn con tàu khăn mình đảng châu vắng trên bất lần biển mang tốc bay đỏ tới bà con trên cộng đồng có vĩnh biển trên hòa bình ngăn tối cứu mường vĩnh thái cắn điều biển mông như bộ trên bất lần biển tức diễn chấu mà trăm tiểu công mang bột lống. Sở đặc biệt là ban công tác mặt trận, chi ủy chi bộ là thực hiện công tác này rất là nghiêm túc và lấy ý kiến từ cộng đồng để suy tôn biểu dương những người uy tín. Lý hội chim mua tỏi cốc vĩnh trồng biển bài chế năm tống quyền tổng chim chim dành văn hóa biển dân mua tỏi dơ sai biển chim làng bông xà hà bầu huyền đắc đoa danh già lai túc khôi bể khang nipu xích chích biến bồn út phẩm điếp liều bích trắng yên phin cấu bổn phẩm đà bùn tề lăng mài bổn phẩm dần như bùn chi trỏ bùn đi bằng ruồi dành tiêu bơ khốp phẩm hôm nay cào hay on lống biên dưới rai diêm tề quyền bằng vơm này bế kháng dệt tiêu mài chàng diêm khoác này thì xiết biến bùn cố phẩm tiếp này bế dệt tiêu công quyền tổng diêm vô tội liêm bích chẳng ơn phiền cha lần biển cố biển tước diễn dâm tây lăng thấy miền biển dần tông xếp bái miên dâm bồ xếp miên bồn này bồn phòng đại châu bồn bài biểu trăm châu nhật châu khốp tốt bài lống bèo xếp bái máu mua tỏi buồn lống bài khá khiên châu nhật châu khốp lống
tiêu rồi văn hóa lộ khoai sẽ ra biển trốn chốn bài trăm diêm cút kiện chuống diễn biến buôn phẩm nay đồng bay trộn phố tỏi phỉ buồn liên kết diêm cộng đồng gian khít cháu dùng kháng trị bái buồn viên cha buồn phẩm mài răng mài loạn tốt nhóm biển dâm tệ lăng chết tranh về dân nông bầu cây. Nghĩa có tiểu công văn hóa văn kỳ kháng cố khỏi chết biến buồn đại buồn vòng hát hải tàu canh chạy tiêu lại cả lệnh. Mỗi tội liên kết, cứu tội tàu trúc mại dầm dàn dầm có tổng tầy lang tàu canh tiến cộng đồng. Ngày tiếp vòng đại tàu canh tiêu lại thánh buồn dầm dàn, mỗi tội. Văn hóa đại bách còn trú mại dầm xã hội này bế cá dầm mại du tống dù bế tiêu tò khiến phán gắn chấn chạy xã hội nhiều trời miền đất tiểu công nay. Trám quý có lành biển dìm tống vĩnh trộm biển tức diễn này đã biến chàng dệt buồn biển trên bức quyền tổng phong có thể vùng cuốn cấu chỗ canh tí tiểu văn hóa vĩnh biển công sĩ cuốn cấu chỗ canh tí tiểu mại dìm văn hóa bách chế bài lây cuốn cấu còn trú buồn này dòng bách biến chàng dệt tiểu công chui khen gì phán kháng chấn dành xã hội. Liệu chỗ canh tiêm năm tống bị đặng chém có lành biển cố trần lang lành biển tức xiến dầm sĩ bố cấu chỗ canh vật quả vĩnh biển chấm bài khu kiện biển lầy vốn có lành biển nay chuồng chấu bị có tiểu công vật quả dầm chìm dần xã hội chết bị có hồi vì buồn hát vì trà liều vật quả chuồng bố cấu chỗ canh tế tiêu vật quả vĩnh biển khiền kỳ tức hồi bùng biển chém có lành biển cố trần lang lành biển tức xiến liều khiêu mình tế tiêu ói tháo chính đáng dìm mô tỏi các vĩnh biển căn này tổng xếp mãi có tiểu công trùn công yêu liều mô tỏi các vĩnh biển tròn tỏi mặc trò kéo bếch tiền cúng có tiểu công chấu tới mài cào lống. Dìm bố tống bộ trống tống tên quyền sang Đắk Lắc này bếch tống tròn chun dìm bày với chịp chết dìm bọn hưng chịp với vĩnh biển dìm có vĩnh biển Việt Nam. Buồn văn hóa có vĩnh biển dìm nay tổng xếp bài trăm bào trăm thành. Người dân y bờ linh ơ tân, khó dân đã cuối lũ chếp úp ban chỗ đầy tờ biết kế bộ dìm ổn nhẹ vẫn bất xếp kiếm chinh vẫn chết lại. Tới cứu tiểu oái tháo âm nhạc dân gian y đề xem vần chết trúc mày ánh vui chiếm út tấm kiềm tàu mai bàn tòi nghệ nhân a đơn tùng xếp yêu có lành phiêu niên chỉ nên chiếm út lăng xếp cổ liều bích chiếu có thành nhà cổ vĩnh biển liều chiếu tấm mày chỉ thành nhà cổ trên bài khâu chấm bài chạm khang nhét bài hang xuống nguyên liệu phun tổng chất khá liệu bất can ông tổ bày phun tổng bếp ói nhà cụ chèm bộ vĩnh miên phun rễ ói khô pháo chế vu cầu tu thêm tới nhà cụ ông y polik ơ tơn đà bách thú chính quyền tiệp phun phun chẳng liệp đội chiêng lún kêu ông bách làn biển chết xuất biên giáo bó chiêng phun tế phun duồn bìa cố thứ sĩ kêu bích chủ nhật út đom tế phun thiết tròn chốn dẫm phéo văn hóa cộng đồng diêm buôn liều thuốc ông giáo chuồn giáo này bích khôi công tế tiểu mại ói chiến bìa có lần biển xếp khăn tế tiểu mại kháng ông nhê liều ấp nhạc kê đê chết tú mại ánh vui diệp tống kiểm tàu tây nguyên chút khác liệu bích giáo buôn tế toàn phun liều điệp bồ hiếu mình còn đô bộ vĩnh nay bích trả tài biển cố liều tài điệp bồ chém giáo hát đại tế phun để xì khiêu mất lụ cụ tú buôn hay còn đô quên mất cái truyền thống của mình cái bản sắc dân tộc của mình đấy. Nị trá sĩ cuốn cấu kiếu chấu canh trí tiểu văn hóa vĩnh biển trên có lần biển tứ diễn bài trẻ trong tống chuyên quyền tổng đồng xe kháng bằng tình có làn biển tước diễn diêm tống vĩnh trộm biển đặt chiếu can tước lớn đại bế có làn biển chấu phìm tàu diêm chế liệp hệ thống chính trị cơ sở tàu khang khối làm dồn kít tiêu chầu chiếp diêm cấp ủy chính quyền kiếm biển dân bế khác trung tâm diêm khối làm dồn kít cấp vĩnh biển diêm cộng đồng dân cư niệm bộ đại chính bế khác quá tâu bị đảng diêm sĩ phán kháng chấu nhàn hốp phong túi tới tiểu công bắt biến chấu huống cộng đồng tháo dễ diêm dàn bài văn minh biếu trong.
và con chim có lành biển tức xiến để chiên với khăn chiếu và canh biển trên tế kiểu dành hôm tấu hát đại cầu khoai cà mặt tiền chim có không có tiểu công tế tiểu công chớ thú rèm lành biển tức xiến mặn hát bình bầu gần kháng giác gọi tranh thán đại tổng sẽ đặt chớ buồn có lành biển tức xiến này anh sẽ ói cho công cà hoài cà mày đỏ quý để bục bộ tức buồn xin năm tóng dâm cộng đồng dâm bé nhu kéo bếp bình đàn chớ phán dâm dâm vua dâm hung chập pham gắn mày có vĩnh biển này mày tiếp và con khờ lệnh tội nên tổng sức mày tới tiểu nhuận chồng dâm có vĩnh biển Việt Nam dìm hai khang để bô tổng bắt làn biển trên với quyền tổng. Canh tế tiểu siêu tốt bài dìm tề bung cứu với tế tiểu trốn chánh tốt bài dìm dàn có làn biển tốt xiến đã bông buồn chăm quẳng tế tiểu công mới biến chấu chấu canh tế tiểu công lê bài lống cuốn cống bởi chăm di sản văn hóa vật thể phi vật thể có khói tầm khôi bài canh lụ khôi liều văn hóa có phí miền tổng xếp mài màn tỏi dìm ú khăn phán kháng dìm dàn xiên liều tế văn hóa lụ khôi dìm mua tỏi có phí trồng biển tốt cuốn cấu kỳ hiện tế chiến sâu đầu tư mài lống dìm phố tràng biết dịch nhau bài chuết cá chấu dìm có lành nghệ dân biển tốt xiến dìm tóng có phí trồng biển đi tổng chiên với quyền tổng.